bóng mười mấy năm cái sân Phú Thọ này thì ngày hôm nay được sự chấp thuận của liên đoàn này kia nọ để tổ chức được cái giải đua như vậy. Thì nói chung là anh em vận động viên đều háo hức vì cái sân này là một cái sân thần thoại, một cái sân rất lớn hơn các tỉnh thành. Đó. Cảm thấy là rất là sảng khoái tinh thần. Em như bây giờ sắp ra chưa đua lại lần nào cho 20 năm này, gần 20 năm nay rồi mới chạy lại Phú Thọ và em chưa biết khán giả sao, nhưng mà đường đua bây giờ là tốt hơn trước nhiều lắm. Dạ. Yeah.